Các em thân mến nhắc đến nguyễn du à, chúng ta thường nhắc đến chuyện kiều đó là điều hiển nhiên bởi vì nguyễn du và chuyện kiều là niềm tự hào của văn học văn hóa dân tộc chuyện kiều được coi là kiệt tác của văn học việt nam trung đại nói riêng và của cả nền văn học việt nam nói chung à, chuyện kiều được đánh giá là một khúc nam âm tuyệt sướng được coi là một thiên cổ tình thư làm nức lòng bạn đọc biết bao nhiêu thế hệ nó là tiếng kêu xót xa cho số phận con người, đặc biệt là số phận người phụ nữ không chỉ trong xã hội phong kiến mà trong mãi muôn đời sau. Tuy nhiên, nhắc đến Nguyễn Du, chúng ta không được vì truyện Kiều một tác phẩm quá vĩ đại mà quên đi những bài thơ chữ Hán trong tập thơ chữ Hán của Nguyễn Du. Nguyễn Du cũng có những cái bài thơ chữ Hán mà được các nhà nghiên cứu, nhà phê bình văn học đánh giá là về mặt nội dung tư tưởng không thua kém gì truyện kiều. Trong đó có những tác phẩm được coi là sinh hóa rượu bút như độc tiểu thanh ký. Và trong chương trình lớp 10 môn ngữ văn chúng ta đã được học một tác phẩm mà thầy vừa nhắc tên đó chính là độc tiểu thanh ký. Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ cùng ôn lại những kiến thức cơ bản về bài độc tiểu thanh ký trong cái mối liên hệ và so sánh với những tác phẩm lớp 11 và lớp 12 để chúng ta tìm thấy những cái điểm tương đồng về mặt chủ đề, về mặt cảm hứng trong văn học Việt Nam nói chung cũng như giữa Nguyễn Du, một nhà thơ trung đại với những cái nhà thơ hiện đại nói riêng. Bây giờ trước khi đi vào phân tích nội dung chính của tác phẩm thì thầy muốn là thầy trò chúng ta cùng đọc lại bài thơ ở phần phiên âm chữ Hán một lần. Chúng ta đi vào cho thầy cái phần đọc phiên âm. Ta lưu ý đây là phần phiên âm. Và khi phân tích thơ thì chúng ta sẽ bám vào phần phiên âm cho thầy. Độc tiểu thanh ký. Tây hồ hoa uyển tẫn thành khư. Độc điếu song tiền nhất chỉ thư. Chi phấn hữu thần liên tử hậu. Văn chương vô mệnh Lụy phần dư, cổ kim hận sự, thiên nan vấn, phong vận kỳ oan, ngã tự cư, bất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ, hà nhân, khắp tố như. Chúng ta thấy là trong sách giáo khoa đã có một cái phần gọi là phần dịch nghĩa. Phần dịch nghĩa là phần bám sát theo nghĩa, nhưng lại không trọn vẹn được về mặt thanh điệu để tạo nên cái bản sắc riêng của cái mà chúng ta gọi là thơ. Nên sau phần dịch nghĩa để cho mọi người hiểu được cái nghĩa của phần phiên âm thì chúng ta thường thấy có tiếp một phần là phần dịch thơ. Phần dịch thơ là ngắn gọn, tuân theo niêm luật, tuân theo số câu số chữ. Thế nên bao giờ cũng vậy, phần dịch thơ sẽ thường đọc thì vần nhưng không truyền tải hết được cái nội dung, ý nghĩa của phần phiên âm. Và Tác phẩm Độc Thiểu Thanh Ký nói riêng cũng như tất cả những tác phẩm mà chúng ta phải chuyển từ phần phiên âm chữ Hán sang uh, cái phần dịch thơ của quốc ngữ thì nó đều mất đi phần lớn những cái ý nghĩa quan trọng. Thế thì khi đi phân tích thì chúng ta phải đặt nó trong cái sự so sánh liên hệ giữa phần phiên âm với phần dịch nghĩa và dịch thơ để chúng ta thấy được cái nghĩa ban đầu, uh, cái điều mà tác giả muốn chia sẻ cái thông điệp mà tác giả muốn nói với chúng ta thế thì trước khi đi vào cái phần phân tích tác phẩm làm nổi bật lên những cái nội dung và chủ đề của tác phẩm thì thầy muốn chúng ta đi vào một vài nét những kiến thức mà chúng ta gọi là kiến thức bổ trợ cái phần này ở cái khóa nền tảng các thầy các cô đã nói với các em hôm nay thầy muốn lưu ý lại để chúng ta có thể nhanh tiếp cận với phần nội dung phân tích trước hết là chúng ta đi nói về cái nhan đề nhan đề bài thơ là độc tiểu thanh ký à, rõ ràng cái từ độc thì chúng ta thấy là nó nằm trong cái trường liên tưởng với những cái từ hán việt mà chúng ta vẫn hay dùng như là độc giả đúng không ạ à, độc ở đây tức là đọc độc tiểu thanh tiểu thanh là tên riêng chỉ nàng tiểu thanh thế còn ký là gì ký là ghi chép thế thì à, ta hiểu nôm na là đọc À, những ghi chép à, về nàng Tiểu Thanh hoặc à, đọc những ghi chép của nàng Tiểu Thanh thì nếu mà chúng ta dịch theo gọi là à, nguyên tắc một một trong chữ thì cả hai cái nghĩa này đều có thể chấp nhận tuy nhiên chúng ta phải căn cứ vào hoàn cảnh ra đời bài thơ chúng ta phải căn cứ vào những cái câu chữ trong văn bản để chúng ta đưa ra một cách hiểu à, chính xác nhất như thầy vừa nói có người hiểu đây là nhan đề bài thơ là đọc những ghi chép về nàng Tiểu Thanh. Đọc một cái cuốn ký, đọc những cái ghi chép về nàng Tiểu Thanh. Nhưng có một cách hiểu thứ hai đó là đọc à những ghi chép của Tiểu Thanh hay nói cách khác là đọc thơ của Tiểu Thanh, cái phần thơ còn sót lại, phần thơ còn sót lại. Thế thì trong hai cách hiểu này thì cái cách hiểu thứ hai đó là đọc những ghi chép của nàng tiểu thanh đọc cái phần lụy dư à, trong cái dí cảo của nàng tiểu thanh thì là cách hiểu phù hợp với những cái câu chữ được thể hiện trong văn văn bản chính vì vậy mà thầy à, diễn đạt cái nghĩa của cái tiểu thanh ký ở đây là những ghi chép của nàng tiểu thanh chứ không phải là những ghi chép về nàng tiểu tiểu thanh và ta sẽ hiểu được cái nhan đề đầy đủ của cái bài thơ này đó chính là đọc những ghi chép của nàng Tiểu Thanh hay đọc tập thơ của nàng Tiểu Tiểu Thanh đấy đó là cái đầu tiên mà thầy muốn lưu ý các bạn về phần trí thức bổ trợ thế còn về cái phần thứ hai có một câu hỏi đặt ra cho chúng ta Tiểu Thanh là ai ừ. à, và tại sao à, Nguyễn Du lại đọc những ghi chép của Tiểu Thanh Và việc đọc những ghi chép của nàng Tiểu Thanh Nó có ý nghĩa Có tác động như thế nào Đến Nguyễn Du Để ông có thể sáng tác nên Một bài thơ Mà chúng ta gọi là sinh hoa rượu bút à, Một cái tuyệt phẩm Một cái khúc à, Người ta gọi Nó như một khúc Đồng mệnh à, Tương liên Này à, những cái nỗi niềm cảm thông giữa người đời này với người đời xưa giữa người đời nay với người đời trước à tiểu thanh là người con gái có thật trong sử sách của trung quốc à, nàng sống cách nguyễn du 300 năm ta lưu ý là nguyễn du à, có một cái chuyến bắc hành tập lục à, một cái chuyến đi sứ sang trung quốc năm 1813 nghìn và trong cái chuyến đi này, ông đã ghi chép mà những điều tai nghe mắt thấy, gọi là ghi chép đúng hơn. Đó là ông đã chuyển những cái gì mình quan sát thấy thành cảm hứng để tạo thành những bài thơ xếp trong một cái tập gọi là Bắc Hành Tạp Lục. Đó là tập thơ chữ Hán của Nguyễn Du. Thế thì ông đi sứ năm 1813 như thầy nói. Và nàng Tiểu Thanh thì sống ở đời Minh cách à, Nguyễn Du 300 năm trước. Trước đó, chúng ta uh, gắn với những cái sự kiện lịch sử thì chúng ta sẽ nhớ. Đó là cái triều Lê của chúng ta là ở thế kỷ thứ 10, 15, đúng không ạ? Lê Lợi, Nguyễn Trãi, những cái nhân vật lịch sử chúng ta đã quá là quen rồi. Năm 1428 khởi nghĩa Lam Sơn, đúng không em? Vậy thì đấy là khởi nghĩa của nghĩa quân Lam Sơn chống lại quân gì? Quân Minh. Vậy thì ở đây thầy vừa nói cái sự kiện là năm 1813 cộng với trừ đi 300 năm thì đúng là ra ở Việt Nam lúc đó là triều Lê, còn ở Trung Quốc là đời nhà nhà Minh. Được chưa? Nguyễn Du à, đi sứ sang Trung Quốc. Nhớ chưa? Tiểu Thanh là người con gái có thật sống cách Nguyễn Du 300 năm đời Minh. Nàng là người con gái tài sắc được biết đến được sử sách kể lại là người con gái tài sắc vẹn toàn. Nhưng cái số phận lại rất bất hạnh Đó là nàng Làm vợ lẻ Và Bị vợ cả ghen Đầy đọa ra sống ở Cô Sơn Một cái núi Cạnh Tây Hồ Và chính vì Bị sống Bị cô lập Một cuộc sống buồn tuổi Nên Tiểu Thanh đã sinh bệnh Và chết và khi nàng chết thì nàng để lại một tập thơ. Đó là những ghi chép những cái nỗi niềm tâm sự của nàng. Nhưng cái đắng thay là ngay cả khi Tiểu Thanh chết rồi thì người vợ cả vẫn vì cái sự ghen tức mà đem đốt cả cái tập thơ còn sót lại của của nàng. Và chỉ còn lại một số những cái bài trong cái tập thơ còn sót lại thì được người đời sau vì thương à, cái cái sắc mến cái tài mà đã lưu chép lại ấy, thành cái tập thơ của nàng tiểu thanh và à, chính nguyễn du ở trong cái lần đi sứ sang trung quốc thì đã vô tình tìm được cái tập thơ của nàng tiểu thanh vậy thì theo các nhà nghiên cứu thì khi đi sứ sang trung quốc nguyễn du không phải là đến tây hồ nơi có núi cô sơn à, dạ nơi có những dấu ấn về nàng Tiểu Thanh mà ông chỉ gặp gỡ nàng Tiểu Thanh ta gọi là gặp gỡ trong ngoặc kép thông qua cái tập thơ mà nàng để để lại. Và chính cái điều này nó càng khẳng định hơn là dù chỉ gặp gỡ à cái người tri kỷ tri âm của mình qua một tập thơ nhưng vì đồng cảm, vì xót thương à mà Nguyễn Du đã sáng tạo nên độc tiểu thanh ký nó giống như một lời tri âm của Nguyễn Du đối với nàng tiểu thanh một sự bày tỏ cảm thông của Nguyễn Du đối với nàng tiểu thanh và đồng thời cũng là một cái lời di nguyện một cái lời trăn uh, trở của Nguyễn Du gửi cho hậu hậu thế. Đó. Thế thì chủ đề của bài thơ này thì chúng ta lưu ý cho thầy. Cảm hứng chủ đề xuyên suốt toàn bài thơ được diễn tả trong khuôn khổ cô đúc của thể thơ đường luật thất ngôn bát cú. Cái thể thơ mà chúng ta vẫn hay chia bố cục đó, đó là đề thực lận kết. Nguyễn Du khóc người cũng là để tự thương mình. Dù là cảm xúc về một cuộc đời bất hạnh đã cách 300 năm, nhưng thực chất cũng là tâm sự của nhà thơ trước thời cuộc. Và để làm rõ cái cảm hứng, làm rõ cái chủ đề này, thì bây giờ thầy trò chúng ta sẽ cùng đi so sánh Cái bản phiên âm Dịch nghĩa dịch thơ Và đi phân tích à, Thầy chỉ dám gọi là phân tích Những cái ý khái quát cơ bản Của bài thơ Chúng ta đi vào cho thầy phần 2 là đọc hiểu Chúng ta đi vào phần 1 là hai câu đề Phần phiên âm là Tây hồ hoa uyển tẫn thành khư Độc điếu song tiền Nhất chỉ thư Tây hồ Là địa danh riêng Hoa uyển tức là vườn hoa Tây hồ tấn thành khư ở đây cái phần dịch nghĩa ta đã là vườn hoa Tây hồ đã thành bãi hoang rồi ngay cả cái từ đã thành bãi hoang rồi cũng không diễn đạt hết nghĩa của từ tấn tấn tức là tận là triệt để tức là vườn hoa Tây hồ xưa kia đẹp đẽ là thế vậy mà bây giờ, đã trở thành gò hoang cái từ trở thành này như thầy nói khi chúng ta dịch nghĩa thì chúng ta không biết dùng thêm một từ nào để cho nó tương xứng được với từ tẫn nhưng nếu để phân tích nội hàm nghĩa của từ tẫn thì tẫn là triệt để là tận cùng vậy thì à, nếu mà diễn đạt một cách nó dài dòng thì có hiểu là cái vườn hoa tây hồ đúng không ạ đã biến đổi một cách tận cùng bây giờ chỉ còn là những gò hoang tất nhiên dịch như thế thì nghe nó không được văn chương lắm thế nên ngay ở phần dịch nghĩa thì người dịch đã vì đảm bảo được à, cái tính văn chương mà làm mất đi cái phần nghĩa thực vườn hoa bên tây hồ đã thành bãi hoang rồi độc điếu là một mình. Độc còn là cô đơn. Điếu chúng ta thấy trong lời ai điếu, điếu tức là khóc thương, điếu là viếng. Song tiền là bên song cửa. Nhất chỉ thư nhất là một. Chỉ thư là một cái tập sách hay là một mảnh giấy thì đều được. Nhưng đúng nghĩa của từ thư thì chúng ta phải hiểu đó là sách. Đấy à, chưa? Dạ độc điếu song tiền nhất chỉ thư dịch nghĩa là chỉ viếng nàng qua một tập sách đọc trước cửa sổ cũng không đầy đủ nghĩa như thầy nói là nó mất đi mất cái chữ độc độc là cô đơn ở đây không phải ngẫu nhiên mà nguyễn du dùng hai chữ là chữ độc và chữ nhất đều diễn đạt một nghĩa là một Nhá. nhưng sắc thái của nó thì khác khác nhau tại sao ông không nói là độc điếu song tiền độc chỉ thư hoặc là nhất điếu song tiền nhất chỉ thư mà lại là độc Điếu xong tiền nhất chỉ thư Độc điếu là nói đến cái tâm thế Của cái người ngồi viếng Cái người đọc tập thơ Còn nhất chỉ thư là Nói đến cái trạng thái Của cái cái tập sách Còn lại Đấy. Và cái phần dịch thơ thì Chúng ta thấy nó còn ngắn gọn à Nó còn xa với Phần phiên âm đó là Tây Hồ cảnh đẹp hóa gò Hoang Vườn hoa Tây Hồ nó khác với Tây Hồ cảnh đẹp. Bởi cảnh đẹp nó là chung chung Còn vườn hoa nó là cụ thể Tây hồ cảnh đẹp hóa gò hoang Thổn thức bên sông Mảnh giấy tàn Thổn thức nó không làm rõ được cái độc điếu Và cái mảnh giấy tàn Nó cũng không làm rõ được cái nhất chỉ Chỉ thư Cái mảnh giấy thì nó gợi cái sự mong manh nhưng nó lại không làm rõ được cái gọi là nhất là một thế thì ở đây <laughs> thầy muốn chúng ta có cái sự so sánh thật là cụ thể như vậy rồi chúng ta đi tìm hiểu về mặt ý nghĩa ta thấy là hai câu đề hai câu đầu đã mở uh, đầu của bài thơ đã giúp người đọc hình dung ra hình ảnh của nhà thơ trong cái giờ phút gặp gỡ với tiếng lòng của tiểu thanh tức là trong cái giờ phút tìm gặp và đọc cái tập thơ ghi lại cái nỗi lòng của nàng tiểu tiểu thanh à ạ. Dạ. tây hồ hoa uyển tẫn thành khư độc điếu song tiền nhất chỉ thư vậy thì chúng ta nên phân tích ra từng câu một hoa uyển ở đây là vườn hoa và dịch cả cái cụm này tức là vườn hoa tây hồ một cảnh đẹp rất cụ thể người dịch thơ dịch là cảnh đẹp một vẻ đẹp chung chung Hey, rõ ràng nó đã làm mất đi cái sự đối lập giữa một cảnh đẹp cụ thể với một cái gò hoang sau đó tấn là đến cùng là triệt để là hết dịch thơ là hóa tức là nó làm nhẹ đi và chưa lột tả hết được cái sự biến đổi khắc nghiệt của thời thời gian ở đây câu thơ như một sự thông báo bình thường à, vườn hoa tây hồ xưa kia đã trở thành gò hoang không còn lại một dấu tích nào nữa nhưng ẩn sâu trong đó nó là nỗi đau của tác giả trước sự tàn phai trước sự mất mát trước một cái quy luật khắc nghiệt của tạo hóa và đột nhiên chúng ta như nhớ đến những câu thơ của xuân diệu xuân đang đến nghĩa là xuân đang qua xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già và xuân hết nghĩa là tôi cũng chết Lòng tối rộng nhưng lượng trời cứ chật không cho dài thời trẻ của nhân gian. Đúng vậy, trên cuộc đời này không có gì là vĩnh viễn bất biến. Có những thứ đẹp đẽ, xuân sắc đạt đến cực thịnh, nhưng ở đó đã hàm chứa sự biến thiên, sự tàn lụi. Và ở đây hai câu thơ đã đặt lên một thế tương phản giữa một bên là vườn hoa Tây hồ nổi tiếng là đẹp với một bên là tận thành khư chỉ còn là gò hoang sơ xác để chúng ta thấy được cái sự biến thiên của tạo hóa, à, sự trôi chảy của thời gian và chúng ta cùng đau với tác giả nỗi đau trước những cái đẹp bị mất mát, bị lụi tàn bị chôn vùi. Ở đây, Câu thơ gợi ra một nghịch cảnh giữa quá khứ và hiện tại. Vườn hoa bên Tây Hồ nay đã thành bãi đất hoang rồi. Nó gợi đến một sự xót xa trước sự đổi thay, sự tàn phá của thời gian đối với cái đẹp. Con người ta từ xưa đến nay, ai sẽ yêu cái đẹp? Ai sẽ yêu cái đẹp? Nhưng có mấy ai thồn thức, xót xa trước sự tan lụi của cái đẹp? Mấy ai đau đớn mấy ai cố gắng níu giữ linh hồn của cái đẹp đây không chỉ là câu chuyện của một cái đẹp cụ thể đây không phải chỉ là câu chuyện của tây hồ của vườn hoa tây hồ của một địa danh cụ thể mà nó còn là một khái quát Nên quy luật của cuộc đời à. đó là mọi thứ rồi sẽ trôi chảy sẽ biến thiên cái của ngày hôm hôm nay tưởng là vĩnh viễn nhưng sẽ không còn là vĩnh viễn cho đến ngày hôm qua. Đấy. Ta sang câu thứ hai, độc điếu xong tiền nhất chỉ thư, phần dịch thơ đã đánh mất đi hai chữ nhất. này. Trong nhất chỉ thư và chữ độc trong độc điếu à, làm giảm đi ý nghĩa của câu thơ. À, tại sao chúng ta lại nói như thế? Bởi vì việc dùng cùng một nghĩa qua hai từ khác nhau Nguyễn Du như muốn nhấn mạnh sự cô đơn Nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh cả sự tương xứng trong cuộc gặp gỡ này à, Đột biếu là tâm trạng cô đơn của Nguyễn Du Bắt gặp mà một cái mảnh giấy Một tập thơ cô đơn của những của một kiếp người cô đơn Để lại Rõ ràng nguyễn du có cô đơn à, thì nguyễn du mới đồng điệu mới cảm thương mới xót xa mới hiểu hết được tiếng lòng của nàng tiểu thanh gửi qua cái tập thơ mà nàng để lại và cũng vì nguyễn du cô đơn nên nguyễn du mới thấy tập thơ kia nó như là linh hồn của một con người cô đơn còn sót lại Ở đây chúng ta thấy có một trạng thái cô đơn Gặp một kiếp người cô đơn bất bất hạnh bất hạnh Như vậy ở hai câu đầu này, Nó không chỉ thể hiện được cái sự xót xa của tác giả Trước sự biến đổi của tạo vật Mà ẩn sâu trong đó Còn khái quát đến một quy luật khắc nghiệt của thời gian Quy luật hủy hoại đi mọi giá trị Trong đó có những cái đẹp cần phải níu giữ, cần phải tôn vinh. Và ở đó, chúng ta còn thấy có một sự giao duyên, một sự gặp gỡ, một sự tri âm, một sự tương đồng giữa của một kiếp người cô đơn của đời này với một thân phận cô đơn của thời quá vãng. Và bây giờ chúng ta đi vào hai câu, hai câu thực. À, thầy thầy xin lỗi là nói tiếp một chút là chúng ta kết lại là hai câu thơ đề đã mở ra một thứ ngoại cảnh và tâm cảnh. Ngoại cảnh là câu chuyện về vườn hoa Tây Hồ với cái bãi hoang bây giờ. Còn tâm cảnh đó là tâm trạng của Nguyễn Du khi ngồi đọc tập thơ của nàng Tiểu Tiểu Thanh. Đó là cái khoảnh khắc suy nghĩ, cảm nhận khi gặp gỡ một con người, một số mệnh. Đó. đó là cái điều mà chúng ta phải khái quát đến cho thầy. Chúng ta sang cho thầy hai câu thực. Phần phiên âm là chi phấn hữu thần liên tử hậu, văn chương vô mệnh lụy phần dư. Chi phấn là cái đồ trang sức của người phụ nữ và nó cũng có thể là hoán dụ để chỉ người người sắc đẹp, chỉ người phụ nữ. Hữu thần là có thần, liên tử hậu nó còn lại sau khi đã đã chết. Văn chương vô mệnh tức là văn chương không có số mệnh. Nhưng lại để lại cái phần phần dư à, ở đây phần dịch nghĩa dịch là son phấn có thần chắc phải xót xa vì những việc sau khi sau khi chết liên tử hậu là xót xa về những việc sau khi chết văn chương không có số mệnh mà cũng bị đốt dở văn chương vô mệnh lụy tức là liên lụy phần dư mà cũng bị đốt dở dịch thơ là son phấn có thần trôn vẫn hận Văn chương không mệnh, đốt còn vương. Tuần này, mặc dù dịch à, không có từ nào, à, nó lệch hoàn toàn, nhưng nó cũng không thể hiện hết được cái âm hưởng nguyên bản của phần phiên âm à, của tác giả. À, ở đây, chúng ta đi vào những chi tiết cụ thể cho thầy là chi phấn là đồ trang sức của phụ nữ sau dùng để chỉ uh, cái giới nữ lưu nói chung người phụ nữ nói chung thần là thần thái là thần sắc ở đây là chỉ nhan sắc tài hoa và trí tệ của tiểu tiểu thanh như vậy thì chúng ta có thể hiểu cái câu là chi phấn hữu thần liên tử hậu đó là ca ngợi sắc đẹp và tài năng của nàng tiểu tiểu thanh một con người toàn diện à, thực ra son phấn làm gì có thần son phấn làm gì có thần sắc đẹp làm gì có thần Chẳng qua là vì mến tài à, Vì yêu cái nhan sắc của nàng Tiểu Thanh Và rộng hơn nữa Là vì mến, vì yêu Vì quý trọng những cái đẹp Những cái tinh túy trên cõi đời này Mà Nguyễn Du đã gắn cho nó Cái linh hồn Cái thần thái vào đấy Và có lẽ chính vì thế mà ông có cảm nhận rằng à, Chính vì son, thân, son phấn Có phần, có thần có linh hồn nên dù có bị trôn vùi đi chăng nữa thì cái nỗi hận, cái nỗi đau à vì bị trôn vùi đó, nó sẽ còn mãi nhức nhối, mãi còn ám ảnh, nó mãi còn đặt câu hỏi với những người đã gây ra cái nghiệp chướng đó, Gây ra nghiệp chướng đó. Trôn đốt là những cái động tư cụ thể để cụ thể hóa cái sự ghen ghét, sự vùi dập vũ phàng của người vợ cả đối với nàng tiểu thanh nhưng ở đây cao hơn nó còn là để nói về cái thái độ của xã hội phong kiến không chấp nhận những cái con người tài tài sắc vậy câu thơ này tưởng như chỉ là khái quát nên cái vẻ đẹp của nàng tiểu thanh đúng không ạ chỉ là uh, thể hiện một cái quan niệm riêng của nguyễn du về cái đẹp cái đẹp có thần có mệnh có số mệnh chứ không phải nó chỉ là cái vô thần vô mệnh cái đẹp nếu bị chết một cách oan uổng thì nó cũng biết hận nó cũng biết xót xa nó cũng biết tìm về để truy vấn truy vấn xưa ừ. kia chúng ta vẫn hay nói đến linh hồn và thể xác con người chết đi thì thể xác tan biến còn linh hồn thì vẫn tìm về để báo oán kẻ nào đã gây nên những cái chết oan đức tức tuổi như vậy, còn ở đây Nguyễn Du đã đi xa hơn cho rằng chi phấn tức là nhan sắc vẻ đẹp cũng có thần cũng có thần, nó cũng có số mệnh của nó và chúng ta đừng hủy hoại nó một cách tàn nhẫn vô lương tâm. Văn chương vô mệnh lụy phần dư. Ở đây chúng ta thấy có những cái động từ như chôn và đốt nó cụ thể hóa sự ghen ghét, ghét của người vợ cả à, nhưng nó cũng thể hiện cái thái độ của xã hội phong kiến sẵn sàng vùi dập trà đạp lên à, những cái giá trị thiêng liêng cao đẹp và đây đâu phải chỉ là câu chuyện trong xã hội phong kiến đây là còn là câu chuyện của muôn đời các em ạ à, xung quanh chúng ta những cái đẹp vẫn luôn tồn tại luôn hiện hữu và cũng biết có biết bao nhiêu cái đẹp bị dập vùi bị trà đạp mà đôi khi vì sự yếu hèn chúng ta không đủ dũng khí để chúng ta bảo vệ nó có không chắc chắn là có chắc chắn là có chắc chắn là có ta sang cho thầy ở đây chúng ta nhận ra cái triết lý về số phận con người trong xã hội phong kiến những người tài hoa thì thường bạc mệnh và cái thuyết tài mệnh tương đố hồng nhan đa xuân cái tài cái đẹp thì thường bị dập dập vùi câu thơ của nguyễn du như như muốn khẳng định lại một triết lý mà ông đã ông đã nói đến trong chuyện truyện kiều bên cạnh cái triết lý đó thì còn có sự ca ngợi khẳng định sự trường tồn bất tử của cái đẹp của tài năng vẫn hận vẫn vương nó là sự trường tồn bất tử của cái cái đẹp tiếp đến là cái giá trị nhân đạo sâu sắc Xin lỗi là ở đây chúng ta sai mất chữ x Sâu sắc em nhé Của Nguyễn Du Sự xót xa cho những người Vì sắc, vì tài Mà bị hủy hỏi. à Vậy thì người ta có hỏi chúng ta Là giá trị nhân đạo của tác phẩm này thể hiện ở đâu Thì nó thể hiện ở chính cái sự đau đớn Xót xa trước Cái sắc, cái tài bị hủy hoại bị trả đạp Và chính vì đau đớn, vì xót xa Nên mới để cho Cái sắc, cái tài còn vương vấn Còn À, à, có thể tồn tại còn có thể lưu luyến với trần trần gian. Đấy. Ta sang cho thầy hai câu luận phần 3 cổ kim hận sự thiên nan vấn phong vận kỳ oan ngã tự cư dịch nghĩa là những mối hận cổ kim tức là cổ kim là xưa nay. Thế chưa em kim là nay cổ là xưa hận sự là những mối hận thiên nan vấn là không biết hỏi ai. Đấy. Thiên có thể là trời, chỉ có thể hỏi trời, hay là nan vấn, thầy xin lỗi là nan là khó, vấn là hỏi. Vậy thì những mối hận xưa nay khó hỏi trời. Ta phong vận kỳ on, ngã, ngã là ta tự cư là tự mang lấy, cư là cư trú. Phong vận kỳ on là ta tự Ở đây người ta dịch ngược lại nghĩa các em nhé, ngã tự cư là ta tự coi như người cùng một hội với những kẻ mắc nỗi on lạ lùng phong vận kỳ oan là nỗi on lạ lùng vì nết phong nhã đấy phần gì nghĩa thế phong vận kỳ on là nỗi on lạ lùng vì nết phong nhã ngã tự cư ngã là ta tự là tự mang vào nhận vào thân cư là đưa vào cư là cư trú cư là ở thế thì Người ta dịch là ta tự coi mình là người cùng một hội với kẻ mắc nỗi oan lạ lùng vì nét phong nhã. Dịch thư là dịch thơ là nỗi hờn kiêm cổ trời khôn hỏi cái án phong lưu khách tự mang. Rõ ràng hai câu thơ này là Nguyễn Du sau khi nói về nàng Tiểu Thanh thì đi nói về về mình. Nguyễn Du tự coi mình à là một hội một cùng hội cùng thuyền với những người có cái nét phong nhã có cái nét phong nhã. tức là những người tài hoa ông tự nhận mình là người tài hoa và đã là người tài hoa thì không thể đi ra ngoài cái quy luật khắc nghiệt của thuyết tài mệnh tương đối ừ. của hồng nhan đa trân đâu chỉ có thúy kiều đâu chỉ có à. Đạm Tiên đâu chỉ có nàng Tiểu Thanh mà cả những người tài hoa nam giới như Nguyễn Du số phận cũng long đong lật đận cũng à, trăm chiều cay đắng. Rõ ràng 15 năm lưu lạc của Nguyễn Du trong đó à, chúng ta thấy như có bóng dáng 15 năm lưu lạc của Thúy Kiều. Hãy nói đúng hơn là 15 năm lưu lạc của nàng Kiều. Dường như À, có nỗi niềm 15 năm lưu lạc Nơi đất khách quê người của Nguyễn Du Ở đây chúng ta thấy là cổ kim hận sự là mối hận xưa và nay Mối hận muôn đời, mối hận truyền kiếp Câu thơ mang tính khái quát cao Nỗi hận kia không phải là nỗi hận của riêng nàng tiểu thanh của Nguyễn Du Mà là của tất cả những người tài hoa trong xã hội phong kiến Vậy thì Nguyễn Du không chỉ còn khóc thương cho mỗi nàng tiểu thanh mà ông đang khóc thương cho tất cả những người tài hoa người tài hoa không chỉ của thời đại nguyễn du mà của cả những thời đại về về sau à. và khó mà hỏi trời được là thể hiện một cái sự đau đớn phẫn nút cao độ một cái sự bất lực và phải chấp nhận một thực tế vô lý là người có sắc thì bất hạnh nghệ sĩ có tài thì thường cô độc bởi vậy nên thường có sự đồng cảm trong những cuộc gặp gỡ của tài tử giai nhân những người có tài thường cô độc cô độc trong cái đám đông nói chung nên có thể trong thời đại của họ họ cô độc với chính thời đại của họ và chỉ đến sau đó Năm năm, 10 năm, hàng trăm năm sau Mới có một người Cũng tài tử giai nhân Trí âm tri kỷ Mới hiểu được nỗi lòng của, của họ Ở đây Chúng ta thấy à, Tác giả tự coi mình Là người cung hội với những kẻ mắc nỗi oan lạ lùng Vì nét phong nhã Kỳ oan là nỗi oan lạ lùng Nỗi oan do nét phong nhã gây ra Vì có nét phong nhã mà sắc con mắc oan khiên thì thật là điều nghịch lý, thật là trái ngang của cuộc đời. ngã là ta, từ chỉ bản thể cá nhân táo bạo so với thời đại nguyễn du sống. nguyễn du không đứng bên ngoài mà nhìn vào, mà, mà nhìn vào nữa, tức là ông không còn chỉ là miêu tả cái số phận thúy kiều, một con người bên ngoài ông, mà ở đây ông chủ động tìm sự tri âm với nàng tiểu thanh với những người tài hoa bạc bạc mệnh. Đấy. thế thì ở đây chúng ta thấy là sang đến hai câu luận thì cái chủ đề cái cảm hứng đã bắt đầu nghiêng về thương mình như chúng ta nói cảm hứng xuyên suốt bài thơ là thương người và thương mình thì ở đây bắt đầu nghiêng về thương thương mình bắt đầu nghiêng về thương mình ta xuống cho thầy hai cái câu cuối à, đây là hai câu mà khi chúng ta đi phân tích À, thơ liên quan đến Nguyễn Du Chúng ta vẫn thường hay nhắc tới Bất tri tam bách dư niên hậu Thiên hạ hà nhân khắp tố như Bất tri là không biết Tam bách là 300 năm dư, dư niên hậu là 300 năm Có thừa có lẻ Dư mà Niên hậu Niên là năm Hậu là sau Không biết 300 năm lẻ nữa Không biết hơn 300 năm sau Dịch thơ là chẳng biết 300 năm lẻ nữa Toàn phần dịch nghĩa là không biết hơn 300 năm sau. Thiên hạ Hà Nhân, Thiên hạ Hà Nhân, từ Hà này tiếng Hán nó giống như một từ nghi vấn. Thiên hạ ai người khắp là khóc tố như là tên hiệu Nguyễn Du. Ạ? Không biết 300 năm sau Thiên hạ ai người khóc tố như. Vậy rõ ràng đến đây chủ đề bài thơ cảm hứng bài thơ đã rất rõ. Từ chỗ thương người, đồng cảm với với người, Nguyễn Du nhận thấy số phận của mình trong số phận của của người. ba 300 năm sau khi nàng Tiểu Thanh mất, à. Mặc dù cuộc đời nàng đầy những đau khổ, những oan khiên, nhưng nàng có may mắn là tập thơ của nàng đến được tay của Nguyễn Du, để Nguyễn Du thấu hiểu hết những nỗi niềm tâm sự của nàng. Nhưng rồi đến Nguyễn Du Một mình cô đơn ngồi viếng tập nàng tiểu thanh qua tập thơ Thì lại nghĩ về chính mình Hôm nay mình đồng cảm với người của 300 năm trước Liệu 300 năm sau có ai đồng cảm với mình đấy Thế nên Nguyễn Du mới thốt lên Bất tri tam bách dư niên hậu Thiên hạ hà nhân khắp tố như Khắp là khóc tiếng khóc là dấu hiệu mãnh liệt nhất của sự tình cảm của tình cảm cảm xúc thương thân mình thân người trào lên mãnh liệt không kìm nén được chữ khóc mà nguyễn du sử dụng trong câu thơ rất tinh tế nó thừa tiếp và cụ thể hóa chữ điếu tức là chữ viếng mà đã dùng ở câu hai ông không viết đơn thuần mà khóc cho tiểu thanh Đấy. ông băn khoăn không biết hậu thế ai sẽ sẽ khóc cho cho ông. Đấy. Vậy là thầy trò chúng ta đã cùng à, đi à, phân tích từng câu qua cái sự so sánh. À, ở đây thầy chưa đi bình luận quá sâu nhưng đã có sự so sánh rất cụ thể giữa phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ và cũng đã gợi cho chúng ta những cái chủ đề, những cái nội dung quan trọng gắn liền với từng cái phần của bài thơ. Bây giờ chúng ta đi cho thầy vào cái phần à À, ta gọi là cái phần à, tổng kết à, Về nội dung chúng ta thấy Là bài thơ đã thể hiện được cảm xúc suy tư của Nguyễn Du Về số phận bất hạnh của người phụ nữ Có tài, có sắc trong xã hội phong kiến Chủ nghĩa nhân đạo sâu sắc Nó được biểu hiện qua chính cái tác phẩm này Chính là ở chỗ không chỉ thương người Mà còn thương mình Mà còn cất lên một tiếng kêu Với trời, với đất về cái số mệnh của những người tài hoa trong cái xã hội phong kiến đầy những bất công đau khổ về nghệ thuật chúng ta thấy là cái thể thất ngôn bắt cú đường lật đã được sử dụng rất độc đáo nghệ thuật đối với những câu hỏi tu từ ông thể hiện được cái dòng vận động nội tâm của tác giả thương người đồng cảm với người rồi đến thương mình tất cả cái đó đã được thể hiện khá là cô đúc khá là cụ thể bây giờ thầy nói đến một cái phần mà thầy có trọng tâm khi phân tích lại cái tác phẩm này và hướng đến cho các em đó chính là sau khi chúng ta tìm hiểu một tác phẩm văn học lớp 10 cụ thể là độc tiểu thanh ký thì chúng ta thử nhìn xem trong chương trình ngữ văn lớp 11 và lớp 12 có tác phẩm nào nó có cùng chủ đề với tác phẩm này ừ chắc là các em còn nhớ chữ người từ tù của ấn cao Đấy. chắc là các em còn nhớ đàn guitar lốc cao của thanh thanh thảo hay là vĩnh biệt cửu trùng đài Đấy. Đấy. trích trong vũ như tô của nguyễn huy tưởng Đấy. bây giờ thầy bắt đầu đi lần lượt từng cái tác phẩm ở đây chúng ta vừa nói là trong độc tiểu thanh ký có cái nỗi đau đớn xót xa chữ cái đẹp bị hủy hoại, bị tàn phá và có cái sự khẳng định ngợi ca sự trường tôn bất tử của cái của cái đẹp. thầy xin phép được quay lại cái sự quay lại đây chúng ta sẽ quay lại yeah, cái hai cái câu đúng rồi hai câu thực đây. hai câu thực là ca ngợi sắc đẹp và tài năng của tiểu thanh một con người. Và đồng thời nó cũng thể hiện uh, trong cái phần triết lý như chúng ta nói ấy, đó là khẳng định sự trường tồn bất tử của cái đẹp, của tài năng qua những cái từ như là uh, uh, son phấn hữu thần, uh, chi phấn hữu thần, uh, linh tử hậu văn chương vô mệnh lụy phần dư. Tức là chết đi rồi, đốt bỏ đi rồi nhưng vẫn còn vương vấn vẫn còn uh, lưu lại. Qua đó nó thể hiện cái nỗi đau trước cái đẹp bị bị hủy hoại Và đồng thời lại khẳng định cái đẹp trường tồn bất tử Thế thì trong chữ người tử tù nó thể hiện ở chỗ nào? Trong chữ người tử tù Chúng ta biết kết thúc tác phẩm huấn cao à, Mặc dù là 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 chưa đến cái chi tiết huấn cao bị giải ra pháp trường Nhưng nó dừng lại cái chi tiết là sáng hôm sau huấn cao sẽ bị giải ra pháp trường Và cái đêm trước khi bị giải ra pháp trường Huấn Cao có một cái hành động Rất bất ngờ Đó là cho chữ viên quản ngục Và cho lời khuyên viên quản ngục Đấy Tác phẩm à, kết thúc Trong cái khung cảnh Đó là trong một nhà gian tối tăm chật hẹp à, Viên con coi ngục Và thơ lại thì khúng núm run run Bưng chậu mực đón lấy từng cái nét chữ của Huấn Cao. Còn Hứng Cao một người tù cổ đeo gông chân vướng xèng nhưng lại tự tin lại ung dung ngẩng cao đầu để đậm tô những nét chữ thể hiện cái hoài bão tung hành của đời một con người. Đúng không ạ? Mỗi chữ Huấn Cao viết ra cùng với lời khuyên của ông được Quản Ngục đón nhận bằng tất cả sự nâng niu trân trọng. Quản Ngục bái lại À, kẻ mê muội này xin lính ý à, Cái lời nói của quản ngục Như dòng nước mắt rỉ qua cả miệng Như dòng nước mắt rỉ qua cả miệng Ở đây Khi phân tích những người thù thù Ta nói Huấn Cao chết Huấn Cao ra pháp trường nghĩa là Huấn Cao chết Nhưng Di Huấn của Huấn Cao chữ của Huấn Cao tinh thần của huấn cao khí phách của huấn cao lương tâm của huấn cao thì sẽ còn tồn tại mãi mãi bởi vì tất cả những di huấn của huấn cao đã được quản ngục lĩnh hội quản ngục lĩnh hội quản ngục thay đổi chỗ nở quản ngục đem những cái chữ huấn cao về những cái nơi trang trọng để treo thì chứng tỏ rằng cái đẹp hiện thân của huấn cao hiện thân của cái đẹp vẫn mãi mãi bất tử vật trường tồn nhưng có một cái điều chính cái cảm hứng lý tưởng hóa à, cảm hứng lãng mạn đã làm chúng ta quên đi mất một sự thực là kết thúc tác phẩm Huấn cao vẫn chết Huấn cao chết đó là à đó là à, cái đẹp đã bị hủy hoại cái đẹp đã bị vùi dập cái tài năng cái khí phách cái thiên lương đã bị hủy hoại đã bị vùi dập đã bị triệt hạ dưới cái chế độ xã hội tàn bạo đó Ta nhớ luôn có song song hai nguồn cảm hứng Đó là cảm hứng xót thương cho cái đẹp bị hồi hỏi Và cảm đứng ngợi ca cho sự bất trừ tường tồn của cái đẹp Thì nó thể hiện qua chính cái chi tiết huấn cao Kết thúc tác phẩm huấn cao Vẫn phải ra pháp trường Đó là xót thương Nhưng chữ của huấn cao, những lời di huấn của huấn cao thì được truyền lại. Đó là sự bất tử, là sự ngợi ca. Đó là trong chữ người từ tù. Sang lớp 12 chúng ta học đàn guitar lốt ca. Đúng không ạ? Mà. Tiếng đàn như cỏ mọc khoang ừ. Giọt nước mắt vầng trăng long lanh trong đại giếng Tác giả viết là không ai chôn cất tiếng đàn Tiếng đàn như cỏ mọc khoang Lót ca chết Cái chết bi thương Bị kẻ thù bắn ném xác xuống giếng theo giai thoại Đó là sự đau đớn xót xa Đúng không ạ? Lót ca chết Tiếng đàn của lót ca cũng ngừng lại Đúng không ạ? Tiếng guitar nâu, tiếng guitar lá xanh biết mấy, tiếng guitar ròng ròng máu chảy. Đó là sự đau đớn xót xa. Đau đớn xót ra trước một thiên tài, một nghệ sĩ tài năng đoản mệnh đã bị kẻ thù giết hại. Trước cái đẹp, trước nghệ thuật đã bị trà đạp. Nhưng cái gọi là tiếng đàn như cỏ mọc khoang khi chúng ta phân tích chúng ta thấy ở đó có một cái nét nghĩa là cái sức sống trường tôn của nghệ thuật Lok Loka. Đúng ạ? Loka chết nhưng nhân loại những người yêu chuộng hòa bình, những người yêu nghệ thuật, yêu tự do không chôn đi chôn theo Loka những cái di sản của ông mà nó tiếp tục sống, nó tiếp tục ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống tinh thần, đời sống văn hóa của nhân dân Tây Ban Nha nói riêng và nhân loại nói chung. Thì ở đó chúng ta cũng thấy được cái cảm hứng về cái đẹp. Vì sự xót xa, đau đớn trước cái đẹp bị hủy diệt. Và sự khẳng định ngợi ca, sự trường tồn bất tử của cái đẹp. Thấy chưa? Tương tự như vậy trong vĩnh biệt cửu trùng đài chúng ta thấy. Đúng không? Trong lời đề từ Nguyễn Huy Tưởng có viết đó ạ ông không biết là vũ như tô sai hay những người giết vũ như tô sai ông viết tác phẩm chẳng qua vì một bệnh với đam thuyền đó là bệnh yêu mến cái đẹp đọc câu chuyện vũ như tô ta không chỉ thấy sự lầm lạc của vũ như tô ta không chỉ thấy sự lầm lạc của vũ như tô à, ta còn thấy ở đó cái nỗi đau đớn xót xa, xa của Nguyễn Huy Tưởng trước những cái đẹp bị hủy diệt. Ừ. Kiều Trung Đài trong tác phẩm ở một phương diện nào đó chính là biểu hiện của cái đẹp. Cái đẹp đó đã bị đốt, bị phá bởi lòng căm hận. Bởi lòng căm hận. Vậy thì nó cũng có liên quan đến cái tác phẩm mà chúng ta đang học ở đây. Như vậy là vừa rồi thầy đã có một cái chút cái liên hệ so sánh để chúng ta nhìn thấy được. À, cái tính dích rắc trong những cái tác phẩm văn học lớp 10 lớp 11 12 và đấy là cái tiền đề là cơ sở thì à, khi chúng ta học những tác phẩm khác thì chúng ta cũng đi theo cái hướng đó để chúng ta làm sâu sắc cái tác phẩm mình học và đồng thời cũng chuẩn bị để ứng phó với những cái kỳ thi tiếp theo khi mà người ta yêu cầu chúng ta phải tích hợp à, phải mở rộng được phạm vi kiến thức của ba lớp là lớp 10, lớp 11, lớp 12. Thầy xin được kết thúc bài giảng của thầy tại đây. Hôm nay thầy rất là mệt À, nên là trong cái phần nói có những cái phần đứt đoạn không chia sẻ hết được các bạn rất mong là các bạn thông cảm à, hy vọng thầy trò chúng ta sẽ có dịp để chia sẻ với nhau nhiều hơn trong những bài giảng tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại các bạn